Xin chào các bạn, tôi là Trần Phan Hầm. Giặt quần áo là việc mà tất cả chúng ta đều phải làm hàng ngày hoặc hàng tuần. Việc giặt quần áo đã là mệt rồi, nhưng làm khô quần áo còn làm ta mệt mỏi hơn. Chúng ta biết để những quần áo ướt đó ở đâu đây? Nếu ta phơi quần áo ướt trên dây ngoài trời thì rất có thể sẽ bị mưa ướt hết. Còn nếu phơi quần áo trong nhà thì ta lại phải xếp quần áo để trên máy sấy tỏa nhiệt, treo trên giá treo áo để khắp nhà, hoặc thậm chí phải dùng tới giá phơi quần áo trông thật khó coi và quần áo thường rất lâu khô. Vì thế nên Dry Body quả là một phát minh vĩ đại dành cho bạn. Công ty Best Buy xin giới thiệu sản phẩm thiết bị sấy khô quần áo Dry Body, một sản phẩm có tính đột phá về công nghệ giúp bạn phơi khô quần áo một cách hiệu quả và nhanh chóng. Bạn chỉ cần cho quần áo đã giặt xong lên thiết bị, cài đặt bộ phận hẹn giờ trên động cơ được điều khiển bằng công nghệ kỹ thuật số và thế là xong. Dry Body sản sinh ra những luồng khí ấm giúp làm khô quần áo một cách nhẹ nhàng mà lại rất hiệu quả. Những chiếc áo sơ mi của bạn sẽ rất sạch sẽ và khô cong, khăn tắm thì mềm mại ấm áp và mịn mượt. Việc vận hành những chiếc máy sấy quần áo rất tốn kém và có thể làm hỏng quần áo của bạn. Nhưng Dry Body làm khô quần áo một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, giống như khi phơi quần áo ngoài trời vậy. Hãy quên đi những giá phơi quần áo và máy sấy tỏa nhiệt không hiệu quả, công kềnh và chẳng tiện lợi chút nào. Nếu không cẩn thận, quần áo mà bạn đã giặt sẽ khô cứng như đá hoặc có mùi mốc meo thật kinh khủng. Kết cục là bạn sẽ phải giặt lại quần áo. Bạn đã bao giờ gặp phải tình cảnh này chưa? Bạn phơi quần áo vừa giặt và ôi thôi, trời đổ mưa. Thiết bị sấy khô quần áo Dry Body rất vững chắc và dễ sử dụng. Dry Body chứa được tới 10kg quần áo đã giặt cùng một lúc, nên bạn sẽ yên tâm khi quần áo mặc đi làm, đồng phục đi học và những bộ đồ thể thao của gia đình sẽ luôn sạch sẽ, khô cong và tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. Cơ chế hoạt động xoáy ấm của Dry Body giúp làm giảm các nếp nhăn trên quần áo và nhờ đó làm giảm thời gian phải là quần áo của bạn. Đó quả là đặc điểm rất hữu ích phải không nào? Dry Body thật nhẹ, dễ di chuyển và tốn rất ít điện năng, nên thiết bị này thật lý tưởng khi mang theo đi cắm trại và đi chơi xa. Ngoài ra, Dry Body cũng giúp bạn gấp và gói ghém quần áo thật nhanh và dễ dàng. Hãy để Dry Body làm việc khi bạn đang ngủ, để khi thức dậy bạn có thể bắt đầu ngày mới với những bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho. Với Dry Body, bạn sẽ luôn có những bộ quần áo khô thoáng, sạch sẽ, sẵn sàng chờ đợi. Bạn cũng luôn sẽ có cảm giác của một ngày hè khi làm khô quần áo với Dry Body. Nếu bạn sống trong một căn hộ nhỏ với không gian khiêm tốn, Dry Body sẽ rất có ích cho bạn. Nếu bạn đã chán ngấy những giá phơi quần áo treo khắp nhà, khi đó bạn cần có Dry Body. Nếu bạn có nhiều con hay có con nhỏ và phải giặt và phơi hàng chồng quần áo, thì Dry Body là cứu cánh của bạn. Để làm khô quần áo một cách nhanh chóng hiệu quả, bạn cần có Dry Body. Chúng tôi đảm bảo hoàn lại tiền trong vòng 10 ngày. Nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm,